Em chào cô chú anh chị nha. Thì sáng hôm nay sẽ nhờ tí nó đúc hết hai cái mẫu chậu mới này mấy anh chị ha. Một cái mẫu là vuông 48 và một cái mẫu là chữ nhật 70. Hàng Việt Nam anh chị ha. Hai mẫu này mẫu mới 2024. Thì sẵn này đúc luôn một cái đôn vuông, một cái đôn tròn luôn. Cái đôn vuông thì để kê cho cái vuông 48, cái đôn tròn có thể kê cho cái chữ nhật. Cái đôn vuông kê cái chữ nhật này cũng được luôn. Sẵn này em đúc ra hết luôn để coi kê cái nào đẹp hơn cho anh chị tham khảo. Đó, cái vuông 48 đây. Cái này có thể để đôn đa năng hoặc đôn đôn vuông K45 hoặc 28. Còn này là cái chữ nhật 70 anh chị ha. Chữ nhật 70 mới nè, sâu nè. Đó, để được đôn tròn K45 hoặc 28 luôn, hoặc đôn vuông K45 hoặc 28 luôn. Rồi thì clip đúc thì em quay đơn giản đó, clip đúc chứ tháo thì em quay clip đúc đơn giản đó, tháo quay kỹ với anh chị coi hoa văn được. Chờ phun nhớt rồi vô rồi trộn hồ đúc thôi. Tháo đúc em làm như một clip luôn cho nó khỏe. Rồi giờ đúc nha mấy anh. Đúc cái chữ nhật với cái vuông trước, còn hai đôn đúc sau mấy anh. Mẫu này nó cao hơn mẫu Trung Quốc mấy anh ơi. Trung Quốc nó có mẫu 75 vách gốc, còn mẫu này giống như mẫu vuông gốc vậy. Gốc nó có hai cái hoa văn chạy lên. Này cũng là mẫu đổ bằng miệng nha má. Này dằn chắc phải bao cát đi, bao hai bao. Này chắc tầm bao cát là ok má anh. Nó cũng không quá to. Thêm bao đi tí ơi, lòng trong nó nổi lên nó dày miệng nặng. Hai bao đi mà, nó cong nó nổi lòng trong lên nó dày cái miệng, nặng, khiên nặng. Nhớ gọi kỹ kỹ là nha anh, cái mẫu này đúc mình cũng dễ thôi, mẫu này khá là đơn giản. Không có gì lưu ý á, thì em quay để cho có clip cho anh tham khảo. Rồi, tiếp theo là mẫu vuông nè mà, vuông 48. Mấy mẫu này dưới đáy nó có cái chân nhỏ dưới á mấy anh. Này kê lên đôn mới đẹp. Chứ nó không có chân riêng của nó đâu. Kê đôn á. Mấy cái đôn kia thì mấy anh, cái đôn tròn á thì nó không có lòng trong, mấy anh lấy ống nước á, ống bự mấy anh bỏ vô rồi mấy anh nhớ rút ống. Còn cái đôn vuông thì nó có lòng trong sẵn mấy anh. Cái đôn tròn này đúc để đây chơi đổ đặc luôn mấy anh ha. Rồi đôn vuông nó có lòng trong, mấy anh nhớ canh lấy lòng trong nha mấy anh, khi nào si nó cứng cứng mấy anh lấy nha. Rồi ok, thì đúc hai mẫu này nó cũng không có nhiều si lắm đâu mấy anh. Tầm khoảng hai mẫu này thì nó ít lắm. Nó tầm khoảng 5-6 xẻng cát đá. 5 xẻng cát, 5 xẻng đá, 5 xẻng si là cũng gần đủ hai mẫu này. Tính trọng dư dư ra xíu, tầm 6 xẻng đi. Còn cái hai cái đôn thì chưa biết. Cái này tí thường chọn 10 xẻng mà, 10 cát, 10 đá, 10 si. Rồi đi, clip này em quay sơ sơ về cái đúc thôi, cách đúc cho mấy anh thôi. Thì em sẽ nối vô cái clip tháo luôn cho mấy anh coi sau ha. Rồi em cảm ơn mọi người theo dõi khúc này ha. Khúc sau thì mai đi mốt đi, mai nghỉ, mai chủ nhật nghỉ, mốt thứ hai em kêu tí tháo ra cho anh chị con hoa văn. Rồi hôm nay sẽ tháo cái chậu vuông và chậu chữ nhật mấy anh ha, vuông 48 và chữ nhật 70. Cái này đúc hôm thứ bảy, hôm nay chiều thứ hai rồi, cũng được hai chiều rồi, hai ngày rồi, khô chứ khô cứng rồi, khô trắng rồi. Giờ lấy lòng trong nó xong rồi mình sẽ, em sẽ quay tháo bộ ngoài cho anh coi hoa văn xíu để kê cao cao lên. Rồi lấy lòng trong nó trước mấy anh ha,
Trong đó thì chế nước vô, xong rồi mấy anh nới ốc mấy cái góc ra, rồi mấy anh lắc 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 hồi là nó lên. Rồi bây giờ để lên cái bàn đi, khinh để lên cái bàn đi, tháo hoa văn cho mình coi. Tháo cái đáy nó trước đi mà, tháo cái đáy nó xong rồi khiêng lên bàn ha mấy anh ha. Rồi quay cho nó đẹp. Khô hết rồi mấy anh, khô cứng ngắc hết 2 ngày. Có xài phụ da mà 2 ngày rồi cứng ngắc luôn. Rồi bây giờ tháo vỏ ngoài nó nè mấy anh, để lên đây nè, mới lấy đáy rồi. Xíu nữa em để lên đôn nè, coi mới đẹp á, để coi coi nó vừa cái đôn nào á. Này chắc để đôn vuông cao 45 mặt 28 là đẹp á. Cẩn thận mấy nút dưới thôi, khô cứng hết rồi, dính đâu rồi. Cái đó không có dính, cái đó không dính, không cần khiêng lên. Nó bị dính ở dưới xíu dưới mà, bà vì ở dưới ngay chỗ cái gần mấy cái nút đó mà, nó xì ra đó, đó, nên nó cứng, nó khô quá, nó cứng, khô trắng luôn mà. Đây, cái này xài chung với cái mảnh của vuông 70 mấy anh ơi. Nó là hoa văn nó cũng y chang à. Hoa văn của vuông 70, còn cái bên kia là mặt của vuông 48, xoay cái bàn qua luôn đi. Mặt bên này thì hoa văn của nó xài chung với 48 anh, mặt hoa văn cuốn thư. Rớt luôn. Đá phải rớt luôn. Trắng bóc luôn. Nhìn nó cứng anh ha. Bà vì góc nó cũng khá là ít. Chỉ gắm đồ đẹp ha. Chữ nhật này nhìn đẹp chứ. Miệng nó cũng thấy cũng khá dày á. Rồi tháo lòng trong lên đó mấy. Lấy hơi bắn vô mấy cành ốc đó mấy. Rồi khô cứng rồi. Tháo đáy ra luôn đi rồi bỏ lên bàn luôn. Rồi để lên bàn mấy. Để lên bàn tháo cho anh coi. Thì hai cái mẫu này nó đều có chân nhỏ dưới hết á mà. Nó có cái chân nhỏ dưới chậu hết á. Này mặt này là hoa sen nè. Cái vuông này nó có hai mặt hoa văn, là cái mặt cuốn thư, chỉ cuốn thư giống như nãy bên chữ nhật á. Cái là cái mặt hoa sen này nè. Nó hai hoa văn khác nhau. Vuông này là vuông 48 anh nha. Còn cái chữ nhật là chữ nhật 70. Này để đôn vuông K45 là đẹp luôn á. Khô róc hết rồi, tháo rớt luôn, trắng bóc luôn. Chỉ gắm đẹp quá ha. Cái chậu mình thêm chỉ gắm vô đẹp đó. Chậu Trung Quốc thì hay có chỉ gắm. Chậu Việt Nam mình mấy mẫu này là anh Công CNC anh có làm chỉ gắm đẹp không anh? Cái mẫu này có chỉ gắm đẹp kìa. Này mặt này thì nó giống như mặt chữ nhật của anh ha. Nó dính với cạnh đáy á, gõ bên hông ra nè, gõ bên hông ra nè. Để khô quá nó dính nữa mà. Đó, nó dính ở dưới chân. Đó, rồi ok. Hai mặt hoa văn, để xíu nữa xong rồi lên đô mà em quay chi tiết xong anh ha. Khô trắng luôn rồi, này đem ra sơn được luôn á. Mai rồi sơn, để mai sơn cho chắc. Rồi đây là cái đôn vuông nè mà. Cái đôn vuông cao 45 mặt 28. Cái đôn này của bên công ty Công CNC sản xuất luôn nha mấy. Đó, em có cái đôn này sẵn nè, em lấy ra. Em đúc, em để hai cái đó là y bài luôn nha mấy anh coi nè. Chứ không cần phải xài tới đôn đa năng đâu, hay là mấy cái đôn lục giác đâu. Đôn này là đẹp rồi, vừa. Mấy anh nào muốn cao thì xài đôn đa năng, nó cao 68. Muốn cao nữa thì xài đôn cao, đôn đa năng cao nhất rồi, hết rồi. Cao 68, hoặc là xài đôn lục giác mới đó mấy anh, lục giác mới kê cũng được. Cao 60. Khô trắng rồi. Ủa, bóc luôn rồi mấy anh. Đô này có lòng trong, nó cũng không quá nặng đâu mấy anh. Rồi nó có cái mặt ấy luôn kìa.
nghiêng á. Rồi đây mấy anh lên đôn vuông cao 45 mặt 28 là vừa y chang luôn anh. Cái chậu này là chậu vuông 48 nha mấy anh, cao nó hình như là cao nhiêu, đo thử coi tí. Không nhớ nữa. Rộng thì phủ bì là 48 rồi đó, để em coi lại thông số em báo luôn nha mấy anh. Rồi cái chậu này cao 48 lộn, rộng 48 cao 30 mấy anh, lọt lòng còn 41, sâu lòng 25. Giá 750 cái chậu không á, còn cái đôn dưới 550 mà bỏ ra đi. Cái đôn dưới là đôn vuông cao 48 mặt 25, cao 45 mặt 28. Đôn vuông mấy anh ha. Cái dưới 550, cái trên 750 á. Đó, chậu vuông này đẹp á, để cái đôn này là y bài luôn rồi, nó giống như là cái chân của nó luôn rồi, quá hợp luôn rồi. Y khít luôn á. Rồi hoa văn cái chậu đẹp lắm anh, hoa văn hoa sen. Có chỉ gắm, rồi hai bên góc nó ba vi ít lắm mấy anh ơi. Chỉ có cái đôn là đổ mà mấy anh chịu khó gõ kỹ kỹ xíu thì nó sẽ láng hơn nè. Chứ cái chậu là tuyệt đối luôn rồi. Quá đẹp luôn á. Cái mẫu này thì mình kê vậy nó mới đẹp mấy anh ha. Cái này chắc có kê được cái đôn tròn luôn á. Để xíu kê qua đôn tròn thử coi nó sao mà. Giờ em quay cho mấy anh coi sát vô nha. Đây quay sát vô cho mấy anh coi nè. Đó, chỉ gắm, rồi hoa văn ở góc nó cũng nét. Đổ láng hầu như là 99% luôn á, không bọt luôn ha. Căng mịn luôn. Này cũng khô trắng rồi, này đúng lý gần sơn được luôn rồi đó. Để tầm khoảng mấy tí nữa sơn được. Rồi mặt kia thì nó cũng giống cái chữ nhật thôi, khỏi quay mấy anh ha. Cái mặt kia thì hoa văn cuốn thư thôi, cần thì kêu một tí xây qua cho mấy anh coi luôn đi ha. Rồi thì mặt này hoa văn của nó là hoa văn cái cuốn thư hoa văn thôi mấy anh ơi, có hai cái kia ra gì không biết đó, hoa văn vậy thôi nè. Rồi em quay sát cho mấy anh coi nè, hoa văn của nó là vậy nha mấy anh, đẹp ha, mẫu này đẹp á, vừa y cái đôn này luôn. Rồi bây giờ để lên cái đôn tròn thử coi nó để được không ha mấy anh ha, để thử luôn. Rồi để nó qua đôn tròn thì thấy nó sai sai rồi đó, qua mày xíu tới đấy nghiêng chèn để không được, không được nha mấy anh, để đôn tròn này không được, có để chơi tạm thì được chứ nó không có cân mấy anh, xấu quá à. Nó lòi mấy chân ra nó bị nghiêng mấy anh, nó không có đều, tại vì nó không có đều được. Để đôn vuông thì đẹp hơn mấy anh à. Cái đôn tròn này coi như rồi bỏ rồi, để chữ nhật rồi. Rồi mấy anh chữ nhật nè mấy anh, chữ nhật bỏ lên đôn này cũng vừa ý luôn á. Cái chữ nhật xài đôn này cũng ok luôn. Đó mấy anh thấy ha, để vừa ý luôn á. Đây là cái chữ nhật 70 mấy anh ha. À, lấy cái thông số rồi tí. Dài 70. Cái này thì chữ nhật này thì em nhớ giá 1.250.000 ngàn, bao ship tặng bao sơn. Cái khuôn vuông này 750 tặng sơn á, có tặng sơn. Rồi cái này 70 nè mấy anh. Ngang 48. Cao luôn chân nhỏ dưới là 30. Lọt lòng nó còn 63. Rộng là 41, sâu lòng là 25. Đó thông số đó mấy anh. Rồi bỏ ra. Thì giá của cái chậu chữ nhật không ở trên nó là 1.250, còn cái đôn vuông dưới thì mấy anh biết rồi, 550. Đó để vô là cân nè mấy anh ha. Khuôn này cũng nét và kín lắm mà, tháo ra cũng bọt, không có bọt. Hầu như 99% luôn. Căng đét luôn. Rồi thử cái chữ nhật với cái đôn tròn coi được không mấy anh à. Xịt Được. ra xíu, xịt ra xíu. Được luôn đó nhá. Chỉnh gì vậy? Chỉnh gì chất quốc à, lố ơi, lùi xíu. Lùi xíu, mò gì? Rồi cái này vẫn để được nha mấy anh. Ok, vẫn để được nhưng mà một tí nó đúc cái chữ nhật nó không có lót cát dưới nên nó hơi bị thùng thùng đấy. Thì nó sẽ bị xoay thì mấy anh về mấy anh chêm lên thôi. Mấy anh đổ mấy anh để cát dưới thì ok, vẫn xài cho cái đôn tròn này được luôn á mấy anh. Nhưng mà mấy anh xài đôn vuông thì vẫn đẹp nhất. Cái đôn tròn này thì giá nó rẻ thôi. Thì mấy anh nào có đôn này thì tận dụng mình xài kèm thôi mấy anh. Xài được cho cái chữ nhật 70 này luôn. Nhưng mà mấy anh lưu ý là đổ cái đáy của cái chậu chữ nhật mấy anh kê vào cát dưới chứ không là nó mo đáy, nó võng đáy xuống nó côn lên. Thì mình để nó không cân rồi rút giấy là cái là mấy anh biết nè, rút giấy đó đi là tí nó không ấy nè, đó thì nó bị vậy nè mấy anh, nó bị võng đáy chậu á, thì bốn cái chân nhỏ nó không ảnh hưởng cho nó bị võng đáy chậu thì mấy anh ấy thôi, mấy anh chêm lên hoặc là mốt mấy anh đổ mấy anh canh ở dưới. Nói chung là anh nào có đôn này vẫn tận dụng xài được, còn không thì mua cái đôn vuông đi mấy anh ơi, đôn vuông là đẹp nhất. Rồi để qua đôn vuông lại cho mấy anh coi nha, cái đôn vuông là đẹp nhất. Rồi ok mấy anh ha, thì cái chữ nhật này bỏ cái đôn vuông này vẫn là đẹp nhất và cái vuông để cái đôn vuông này cũng đẹp nhất. Thì cái đôn tròn này chắc thôi tiện bạn lên đường nữa rồi. Để bữa nào để dành nó đi. Để bữa nào để cái chậu thống.
Còn cái chậu thống có xài cái đôn này mấy anh. Chậu thống tròn 48 nó có xài đôn này để dành nó đi. Bữa nào sử dụng đúc thêm cho nó một cái đôn vuông này để cái chậu vuông cho nó đẹp mấy anh ha. Rồi mấy anh nên mua cái đôn vuông này mấy anh ơi, kèm theo nó đẹp hơn. Cái đôn tròn á thì nó chỉ tận dụng được cho cái chuyện nhật thôi, chứ để cái vuông lên nhìn nó tào lao lắm. Không có hợp lý xíu nào hết đó, nó xấu lắm. Hoặc là nếu nhà có đôn đa năng rồi mấy anh khỏi mua đôn, đôn đa năng để được cái vuông đó đó. Để khả năng là để được cái chuyển nhật này luôn á. Đó. Đó, nên là có đôn đa năng vuông á thì mấy anh khỏi mua cũng được. Hoặc là có đôn lục giác rồi mấy cái đôn nào mấy anh bự hơn á thì kê đều được hết. Đó. Chứ còn cái đôn tròn này là không kê được. Chỉ kê được cái chuyển nhật thôi. Rồi anh chị nào cần mua hai mẫu chậu này thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình giúp em ha. Mẫu chậu này là hai cái mẫu chậu mới nhất của Việt Nam sản xuất năm 2024 này luôn á mấy anh. Rồi, cảm ơn anh chị theo dõi video này của em nha.